Ôi, vui quá vui luôn. Đó, anh hiểu luôn, đó. Vô lên. À. Vô nha, vô nè, lâu phụng. Ừ, chị. Dạ, sao? Chúng ta sao lắm? Dạ, đây, sao bắt đầu rồi. Anh Long dậy đi anh Long. Mấy chúc ăn khang thịnh vượng gì không? Chúc sao? Chúc sao thì mình chúc với anh chị. Thôi lắc tay. Hả? Hả? Sao lắc tay vậy? Chúc khán giả vui vẻ, ăn khang thịnh vượng gì không nói đó. Từ từ rồi quen ha. Lâu quá ngồi bàn chung phải nói là quá trời trời nè, những món ngon luôn. Cái này toàn bộ là cái phong cách đó, cái kiểu nấu là của Mã Lai hết luôn. Tiệc bàn tiệc Mã Lai. Từ ông thợ Mã Lai, từ thợ nấu Mã Lai. Là anh Hiếu chồng chị Mai nấu, đứng nấu luôn. Tắt cái bếp chưa? Chưa tắt đâu, còn cháy còn nữa anh ơi. Mà nó yếu lắm. Tắt đi, tắt rồi hả? Rất lấy ha. Lại chụp hình cái kim cương. Nó cháy nhưng mà nó yếu. Đó, anh đụng vô vậy thì nó cháy được một chút. Rồi cái bếp này nó bị hư rồi. À, có gặp fan nữa kìa, gặp fan nữa kìa. À, fan chim sâu đó. Mới chim sâu này thấy chưa? Đó. Đẹp không? Sao? Xưa nay thấy cái em nổi mà nó vô nó mới chơi nữa. Chơi không? Cái gì gà vô cái vàng mà vô cái vậy á. Đây là cháu chị Hà hả? Em ơi. Em chụp chị đứng kế chim sâu á. Ngon quá từ từ. Chị Ngân ở Sài Gòn chụp với chim sâu nữa nè. Được rồi. Chim sâu qua bánh đứng chị chụp đi đặng chè chụp cho chị. Anh sao chị biết ở đây? Bạn của chị Mai. À, bạn của chị Mai luôn ha. Ừ. Phụng ơi. Nhìn giống nghệ sĩ Thanh Ngân không? Đó, giống dễ sợ luôn chứ bộ. Về ha. Đăng ký kênh. Mong ngon con. Dạ. À, mà được bổ súp rồi đó. Hay là cho mạnh rồi không? Ồ, sẽ mạnh rồi, ok. Cảm ơn. Vậy là hồi nãy nó bị lỏng nha chị. Dạ yeah, rồi à, nghệ sĩ Kim Ngân à, nghệ sĩ Kim Ngân em của nghệ sĩ Thanh Ngân. Quay nào đó chị Mai vô luôn. Ừ, rồi đúng rồi. À, chị là bạn của chị Mai. Làm chủ sĩ chứ. Tay để đằng trước cho thấy cái tay chị chơi, tay chị kia. Ừ, tay nhiều nhiều vàng đó. Ờ, cái tay nào vĩnh vĩnh lên. Ừ. 1, 2, 3 vô. Ồ, mà dễ thương không? Dễ thương quá trời luôn. Mẹ Hà vô chụp hình mẹ Hà ơi. Mẹ Hà nó quay phim mà. 1, 2, 3 Trời ơi. Ôi giời. Ờ. Chị Hà vô luôn. Chị Hà luôn nè. Muốn làm công chúa rồi. Rồi ông Hùng vô luôn không? Anh vô luôn không? Anh vô luôn. Đó, à, đây một đại gia đình nữa. Rồi chúc mừng thân gia nha. Đó. Đúng rồi. Vô đi, chạy cho con đứng lên. Ôi, vui quá vui luôn. Yeah, đó, anh hiểu luôn, đó. Vô lên. À, trời ơi. Món ngon. Thôi dễ, lỡ nha. Ờ, vui quá. Mua, mát, cực kỳ mát luôn. 5 món là còn món nữa, mực nữa. Dữ thần luôn trời, quá trời, món ngon luôn. Quán cà phê đây ngon làm ngon. Mát luôn á. Dạ ha. Ê, mà quán cà phê là có tôm không? Có tôm không? Ừ được. Ông bà cô chú có đi đâu ngang đây là ghé không phải chính là nó soi rồi đó. Cô chú anh chị khán giả mà nhìn chị Mai thấy chị hiền, cái này nói chuyện là chị khóc luôn đó, thương mà thương chim sâu thật lòng luôn. Hôm nay sao phát biểu kìa, tắm
lắm anh. Thôi á, lấy hết từ đây, đây lấy mấy bàn đó luôn. Chắc phải đứng đằng kia quá. Cảm ơn lấy anh em YouTube. Nhà mới dạ. Cảm ơn em nữa nha, em đã có cái tấm lòng Bồ Tát này cất cho chim sâu trong nhà ha, tặng cho chim sâu để chim sâu có nhà ở nè. Dạ. Vui và mừng giùm cho chim sâu luôn đó. Với, ăn lên em ơi. Nhập tiệc. Ừ, nãy em nhớ em hứa em nói anh với anh gì không em? Nãy em hứa em nói với anh gì không? Nói gì anh? Em đúc anh đó. À. Lên này nhõng nhẽo trên video á. Cảm ơn nha. Ngon ha. Có mè, có mè. Cái gì vậy trời? Ngon cực kỳ luôn á. Ướp gì mà ướp kỳ cục ha. Trời ngon, đâu có cây đâu ha. Ngon dễ thở luôn á chị. Này nè. Ha. Được rồi, cái này thôi là vô hoài. Dạ. Ha, không đợi cho bà đút ở đâu, mình tự mình bóc mình ăn đi cho nó đã. Bà đút bà đưa có 1 miếng nè. Ngon quá trời. Ngon. Cay không? Tao chứ bò nấu. Bữa nay vui. Bữa nay vui quá con ơi, chúc khán giả rồi con. Cũng ba kêu kìa. Không, bữa nay con vui quá, con chúc khán giả ăn khang đồ đây. Ừ. Con ăn rồi. Ăn rồi đi nói. Con đang ăn rồi ba. Ba, con đang ăn rồi ba. Ăn nhiều vô đây. Thấy cái bộ cay đó. Cay không cay? Nó ăn cay dữ lắm. Cay hả? Thì ra ăn cay được ha. Bởi vậy Hạp với chị Mai là phải rồi. Nhìn lên nè nha. Quay á. Chị quay em yêu. Chị thế nào cũng gai chứ. Mà quay Mai. Thật sự bữa nay ăn mấy món nghe cái mùi vị nó rất là lạ ha. Là ngon, ngon. Dạ dạ. Cái gì ướp cũng là đem anh bển qua luôn á hả? Trời ơi. Hình như là một hồi còn món cà ri nữa, ảnh đem cái lá cà ri từ ở bên bển về luôn. Thiệt luôn ha. Em vô chổng em coi còn không hút thấy chưa? Ở nước ngoài Hiếu đem về nha. Gia vị được từ nước ngoài mình đi về hết luôn ha. Chỉ có nguyên cái cá rồi của Việt Nam. Cá giống là cái tép à. Cái đưa hồng với hồng. Đưa hồng với hồng. Ngon quá. Mở nãy tiếc một điều chị Mai ơi. Nãy quên đem theo mấy cái bọc. Quên đem theo mấy cái bọc. Đến chúc mừng gia phụ có căn nhà mới. Đẹp lắm chị. Đẹp lắm. Hai người bạn thân. Bụng nó ngon quá ngon. Cái này mình cá điêu hồng phải không? Nhưng mà ướp này là ướp gì vậy? Sốt thì sốt của Mã Lai á, ngon lắm. Hồi phải khám phá luôn cái vụ này mới được. Để ra ăn cứ tiếp khách á. Chị Mai. Chị Mai cho hỏi rồi, cái này là ướp gì vậy? Tương hả? À tương xay ha. Với tỏi với củ hành xay luôn. Dạ hả? Thừa tí. Rồi đó. Thấy nó lạ. Bữa nay ăn cái này về là phải bắt trước mới được chị Minh ơi. Rồi. Vậy thôi nè, ở đây luôn đi. Thôi dạ. Không ấy đi theo chị Mai luôn đi. Anh chị đến đây hoài là được ăn hả? Đó, đến đây hoài là được. Ủa ăn. Mà sao? Mà chị về bển rồi. Mà nè. Không có nghe mùi tương. Nó lạ quá hả? Ngon. Ăn không ra mùi tương luôn á. Mà ngon lắm luôn. Có đám tiệc gì vậy hả? Ngoài nó ngon. Dạ. Dạ. Không có tiền mướn. Ủa chị bộ sao sao nó vậy thôi chứ hả? Nấu nhận cho tính ra là chim sâu này là tính ra đợi da nha. Chim
mỡ hả, coi như là kêu thợ nấu ở Malai về nấu lại để thiệt mới ghê nè. Trời đất quỷ thần ơi. Chơi không lợi rồi. Cái này cho anh lấy bún nè. Trời ơi, nó nãy nó hứa hay nó nói anh ơi, hồi em múc cho anh ha, nó để cái chén mình vậy luôn hả? Bởi vậy buồn ghê vậy đó. Tự phục vụ luôn. Đây, thôi Phong cũng xin phép dừng video nha. Chứ giờ mà Phong cầm máy quạng hồi là hả, còn là xương không. Món ngon quá. Với lại ngưng quay cho ăn uống với cho qua đây qua bằng mấy bạn này nè. Ngon quá. Đây. Chị ăn tự nhiên chút.